Dưỡng ẩm da là một bước dưỡng đơn giản nhưng cực kỳ quan trọng. Da đủ ẩm sẽ căng mịn, bóng khỏe và quan trọng nhất là ngăn ngừa được các dấu hiệu lão hóa như nhăn nheo, chảy xệ và da thô ráp. Và đối với các cô nàng mê make up thì dưỡng ẩm da sẽ giúp cho lớp nền mỏng mịn tự nhiên và lâu trôi hơn. Hiểu được điều đó, thương hiệu Embryolit đã cho ra đời một siêu phẩm kem dưỡng ẩm phục hồi Embryolit. Đây được xem là người bạn đồng hành của các chuyên gia make up hàng đầu. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt. Siêu phẩm kem dưỡng Embryolit chiết xuất từ các thành phần thiên nhiên lành tính, cực kỳ an toàn để dưỡng da trắng sáng. Bạn có thể theo dõi một số thành phần nổi bật có trong kem dưỡng Embryolit bên dưới nhé. Trước tiên khi nói đến kem Embryolit, chắc chắn phải kể đến thành phần bơ hạt mỡ. Đây là một nguyên liệu làm đẹp rất nhiều công dụng. Thứ nhất, bơ hạt mỡ giúp dưỡng ẩm cực kỳ tốt, làm mềm mịn da, điều trị da khô mất nước. Trong bơ hạt mỡ giàu vitamin, bổ sung cho làn da tươi tắn khỏe mạnh, bên cạnh đó kháng viêm kháng khuẩn ngừa mụn, làm dịu da. Thứ hai, bơ hạt mỡ có khả chống oxy hóa mạnh, bảo vệ tế bào da. Nó còn là một thành phần giúp chống nhăn, giảm nếp nhăn, trẻ hóa da hiệu quả nữa nhé. Tiếp theo là thành phần sáp ong, là một trong những thành phần có đặc tính kháng khuẩn, nên giúp bảo vệ làn da khỏi các tác nhân ô nhiễm ngoài môi trường rất tốt. Hơn nữa, trong sáp ong có nhiều các axit amin và vitamin A, vitamin D là những thành phần tham gia trực tiếp vào việc sản sinh collagen làm da căng mịn và chống chảy xệ da. Ngoài ra, kem dưỡng ẩm Embryolit còn chứa một số thành phần có trong tự nhiên an toàn cho mọi loại da, như là protein đậu nành, tinh chất lô hội nha đam và một số thành phần vitamin dưỡng ẩm. Bạn có thể tìm hiểu thêm trên trang của shop nhé. Embryolit là nhãn hiệu mỹ phẩm Pháp có từ năm 1950, được thành lập tại bệnh viện Saint-Louis. Các sản phẩm của Embryolit theo đuổi triết lý đơn giản nhưng hiệu quả, với các thành phần được chọn lọc kỹ càng bởi các chuyên gia da liễu và phù hợp với mọi loại da. Với hơn 70 năm xây dựng và nghiên cứu, nhãn hàng Embryolit đến từ nước Pháp luôn tuân thủ theo nguyên tắc, công thức đơn giản, thành phần hiệu quả và tính chất phù hợp với mọi làn da. Kem dưỡng ẩm Embryolit Le Creme Con Xanh Chay trở thành một hiện tượng trong nhóm các loại kem dưỡng ẩm từ đầu năm 2019 cho đến nay và là sản phẩm đặc trưng tạo nên tên tuổi cho thương hiệu. Sản phẩm này còn được biết đến với tên gọi kem sữa cô đặc, có tác dụng bổ sung dưỡng chất và làm đẹp da một cách tự nhiên và an toàn như sữa. Đây là sản phẩm dưỡng da và làm đẹp đầu tiên được các bác sĩ da liễu khuyên dùng và được nhiều chuyên gia trang điểm ưa chuộng. Kem dưỡng ẩm Embryolit hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop giúp bạn trẻ đẹp, của mình cũng có bán kem dưỡng ẩm Embryolit hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo số 0376102822 bên dưới, để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.